Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty âm thanh sáng Thanh Huy. Thì trong cái buổi tối ngày hôm nay, hiện tại bên mình đang trên đường đi giao cho khách hàng ở Chi Tôn An Giang. Bên mình đã đi từ 9 giờ tối và khoảng sáng ngày mai sẽ bàn giao cái dàn âm thanh này tại An Giang nha các bạn. Một cái dàn âm thanh rất là độc lạ. Mà bởi vì sao? Bởi vì họ đi anh ấy đi hai cặp xúc đôi mà chỉ có đi có ba cặp array đơn thôi các bạn. Đấy, chúng ta hãy cùng xem cái quá trình test cái dàn âm thanh của bên mình tại nhà khách hàng như thế nào nha. Thì và hiện tại thì bên mình vừa mới tới nhà khách hàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa hàng xuống và set up cái dàn máy lên và chúng ta sẽ bắt đầu test thử xem là cái dàn âm thanh độc lạ này nó có được cái chất âm như thế nào. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Và ngay sau đây thì mình sẽ tắt máy quay để giúp các cái anh này để đưa cái dàn đồ này xuống nhé. Vì là hai cái cặp xúc đôi nó quá to nên bên mình sẽ lắp ba cái cặp array đơn 40 ở dưới trước, sau chúng ta sẽ bê luôn cả cái ba cái array lên nha các bạn. Do là array neo nên là chúng ta cũng nâng lên nó dễ dàng thôi. Và sau khi lắp cái dàn loa xong thì chúng ta sẽ được một cái dàn loa trông thật là khủng nha các bạn. Ngay sau đây thì mình sẽ test thử âm thanh luôn cho các bạn nghe thử. Mình sẽ test nhạc sàn và sau đó sẽ test tiếng ca. Và ở anh này anh có một cây organ nên là lát nữa mình sẽ cắm vào để test luôn cho các bạn nghe thử nha. Các bạn hãy thử nghe xem là cái dàn loa này khi mà đánh ngoài trời thì nó có hiệu quả hay là không. Với số lượng súp quá là dư so với full theo tất cả mọi người đánh giá đều là như thế, thì chúng ta hãy nghe thử xem cái dàn loa này thực sự hay không nha. Và các bạn có ý kiến gì thì các bạn có thể comment ở ngay phía dưới bài viết giúp mình. Và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những clip mới nhất cũng như là luôn ủng hộ cho Thanh Huy Audio nha. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
rồi mãi ta từ ta. Bạn thân mến ơi, mãi đôi đường xa biệt từ đây. Để sớm mai này, mỗi người một nơi. Tôi rời phố thì xa quê nhà cách biển Sơn Khê. Còn lại gì anh ơi, chiều ly môi cạn rồi. Còn giây phút thôi chẳng khuya tàn xa biệt từ đây. Chiều đang mến nồng, nghe như mảng bờ môi. Như răng ngàn nỗi buồn ta cố vui lệ vớt tuôn dòng. Lời vui bạn ơi, mình trao lời tâm tình. Người bao lời tâm sự trong khoảng đời sương gió đi qua. Những tình bạn đừng phai.